Và sau đây là bài thơ chế hài hước được mang tên Là Ai. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đắn đo cân nhắc gần xa, hôm nay lão mới nói ra chuyện này. Chả là lão có em trai, chạy xe chở khách đường dài Bắc Nam. Hôm rồi gọi điện hỏi thăm, để xem công việc làm ăn thế nào. Ai ngờ câu trước câu sau, chưa xong chào hỏi bắt đầu lo than. Lo rằng công việc tưởng nhàn, ai dè cực khổ gian nan khó lường. Như hôm nó tới Bình Dương, có em hành khách má hường lên xe. Làm ăn mặc rất cute, áo dây trễ cổ, quần què mô đen. Cả người nhìn mát như kem, nói chung chỉ muốn được đem lên giường. Ai dè con mụ chết trương, ngồi chưa nóng chỗ nó tương một chàng. Mới đầu chỉ ít nhẹ nhàng, hồi sau tháo khoán nó phang bùm bùm. Cả xe lồng nặc thối khách hàng bịt mũi thùm lùm kêu la. Thằng em phải tắt điều hòa, hạ kính nhờ gió nổ ra vãi lờ. Thế mà nó chẳng biết dơ, lại còn ăn vạ cào cờ mới phê. Rằng là nó trả tiền xe, điều hòa không bật, không nghe bất bình. Rằng nó không những đã sinh, lại còn biết cả hoài ninh trí tài. Còn là muội não bonsai, hay chế thơ hài ở đất Quảng Linh. Đến đây não giật cửa mình, chắc lại mấy muội thân tình trên phây. Có điều là ẻm nào đây, hưởng mai phương nhỏ, thủy hay thu hà. Thôi thì mấy muội của ta, ai trong clip nói ra đi nào. Khi mà áp suất lên cao, đương nhiên phát nổ không sao ngại gì. Tác giả Thanh Vĩnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và nghe hết bài thơ. Nếu quý vị và các bạn nghe thấy hay thì xin cho một like, một lượt chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để được đón nhận và nghe những bài thơ mới nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.